Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 2 luyện tập. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tìm một thừa số của phép nhân. Tiếp 46. Bài số 1. Viết tiếp vào chỗ chấm. Muốn tìm một thừa số. Này, ví dụ như thầy có con thầy lấy luôn cái ví dụ này luôn ha. Đây. Cái dấu nhân thì hai cái này nó được gọi là thừa số. Cái y này được gọi là cái thừa số chưa biết. Cái số 2 là thừa số đã biết. Và con số là 12 là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết. Mấy cái này cũng như vậy, cái này cũng như vậy. Cái này nó cũng là một cái thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, tích là cái cuối nè, ta chia thừa số đã biết. Rồi quay lại cái bài này thì muốn tìm một thừa số chưa, muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số thừa số kia, có khi thì người ta ghi là thừa số kia. Chúng ta tạm xem như là đây là hai cái thừa số. Thừa số này là đã là biết cụ thể là nó là con số 3. Còn y là một cái giá trị chúng ta chưa biết thì chúng ta gọi là cái thừa số chưa biết. Lấy tích chia cho thừa số kia. Kia hoặc là đã biết được. Bài B. Rồi, muốn tìm thừa số chưa biết. Ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết. Y bằng 12. Ta chia cho 2. Y là bằng là 6. Rồi cái này cũng vậy, đây là cái thừa số. Nhiều khi người ta họ không cho y mà người ta họ cho x. X thì nó cũng là một cái thừa số chưa biết. Nó là một cái biến mà chúng ta chưa biết. Đây là thừa số chưa biết, đây là thừa số đã biết và đây là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy y. Như vậy là ta lấy là tích là 15. Ta chia thừa số đã biết là 3. Y là bằng là 5. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích. Ta chia ra thừa số đã biết. Y là bằng là 10. Cái này là muốn tìm thừa số chưa biết. Ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết. 7. Muốn tìm thừa số đã chưa biết, ta lấy tích. Bằng 8. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia cho thừa số đã biết. Y bằng 10. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2, nấu theo mẫu. Y nhân 2 là bằng 14. Như vậy là muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy 14 là chia 2 là bằng 7. Đúng. Rồi, y 3 ra nhân y là bằng 30. Như vậy muốn tìm y thì ta lấy 30 ta chia 3 là bằng 10. Y bằng 10. Đây. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết, ta lấy 18 ta chia cho 2 là bằng 9. Đây. Muốn tìm cái thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết, ta lấy 15 ta chia cho 3 là bằng là 5. Còn dư một con. Dư một con này không có đi đâu hết, không có dính với ai hết. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Thừa số cái hàng ở trên, thừa số cái hàng ở giữa và tích là hàng cuối cùng. Muốn tìm tích thì ta lấy hai thừa số nhân nhau. 2 ta nhân 8 là bằng 16. Muốn tìm thừa số này, ta lấy tích ta chia thừa số đã biết. Vậy là 14 mà ta chia 2 là bằng 7. Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số nhân nhau, 3 nhân 7 là 21. Rồi, muốn tìm với thừa số này ta lấy 24 ta chia cho 3 là bằng là 8. Muốn tìm thừa số này ta lấy 15 ta chia cho 3 là bằng 5. Chúng ta qua trang tiếp theo.
Bài số 4. Có 24 kg đường chia đều vào các túi. Mỗi túi là 3 kg đường. Hỏi có bao nhiêu túi đường như thế? À, như vậy ta lấy 24 mà ta chia cho 3 thì là được 8 túi đường. Vừa ra chúng ta sẽ trả lời. Số túi đường có là số túi đường có là ta lấy 24 mà ta chia cho 3 là bằng là 8. 8 túi đường. Đáp số. Túi đường. Chúng ta tiếp tục qua bài số 5. Đúng thì D, sai thì ghép vào trống. Y ta nhân cho 2 là bằng 14. Như vậy Y là bằng 12. Như vậy là không phải. Muốn tìm Y, đây là cái giá trị cái thừa số chưa biết. Ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết. Ta lấy 14, ta chia cho 2 là y bằng 7. Y bằng 7 mới đúng. Này y 12 là sai. 3 ta nhân y là bằng 30. Như vậy là ta lấy 30 ta chia 3 thì là bằng 10. Y bằng 10 cái này đúng này. Còn muốn tính nhanh nữa, ta lấy con số này ta nhân con số này, có phải con số này hay không? À, ta lấy 2 ta nhân cho 8 có phải bằng 18 không? Không. 2 nhân 8 là bằng 16. Vậy cái này là y là bằng 9 mới đúng nè. Y bằng 9 mới đúng à. Cái này là sai. 3 ta nhân 5 là bằng 15. Cái này đúng. À, còn không là ta lấy 15 ta chia 3 bằng 5. Chúng ta qua bài số 6. Điền số tích hợp vào chỗ chấm. Rồi, 3 x 5 là 15. 4 x 7 là 28. À, như vậy thay với nguyên tắc là hai cái này nhân nhau ra kết quả này. Hai này nhân nhau ra kết quả này. Hoặc là chúng ta chia ngược lại. Ta lấy 15, ta chia cho 3 là bằng 5, hoặc ta lấy 15 ta chia cho 5 là bằng 3. Cái này cũng vậy. 28 ta chia ra con này ra con này. Yeah. Rồi, như vậy cái này ta lấy 45 ta chia 5 là bằng 9. 9 x 5 là 45. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy này cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.